Hello các bạn đã trở lại với Kamezaman Vochi. Tết của các bạn đã hết chưa nhỉ? Có ai đã bắt đầu đi học chưa nào? Rồi thì có nhận được nhiều lì xì không ạ? Mọi người cứ chia sẻ với mình ở phần bình luận nhé. Còn video hôm nay mình cùng phân tích một số chi tiết mới trong Season 3 của CKB đi to lất zombie nhé. Trước đó mình khá là bận do Tết nữa, nên không phân tích được. Nhưng trong thời gian tới mình sẽ làm nhiều video hấp dẫn về các vũ trụ CKB đi to lất hơn. Các bạn cứ đề xuất vũ trụ nào yêu thích, mình sẽ phân tích nó cho các bạn nhé. Và hơn nữa là ai chưa xem phân tích mới nhất về tập 70 phần 3 của mình thì hãy nhấn vào đây để xem nhé. Quay trở lại với nội dung chính ngày hôm nay là CKB đi to lất zombie Season 3. Trong tập này đã có thêm rất nhiều phân cảnh đặc biệt và thú vị. Sự thật bí ẩn bắt đầu được hé lộ. Vậy hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi nào, let's go. Đầu tiên đó là phân cảnh từ tận tập 2. Chúng ta đã có một cái nhìn chi tiết hơn về nhân vật quỷ thần hơn. Có vẻ như anh ta có thiết kế khá giống với một kẻ phản diện. Mặc dù anh ta chính là người đã cứu Kamezaman POV. Trong khung cảnh mới này chúng ta cũng thấy cách mà anh ta di chuyển khá là giống với các TV Man. Nhưng nó dường như nhanh hơn chút so với họ. Anh ta sở hữu một cây diều chiến khá là chất. Sau khi tiếp đất anh ta bắt đầu kích hoạt vũ khí đó. Trên vũ khí của anh ta có một màn hình điện tử nhỏ và nó bắt đầu hiện ra dòng các dòng chữ. Ngay sau đó là một nhát chém phá vỡ chiều không gian. Ngay sau khi lỗ hổng được tạo ra hắn cũng biến mất khỏi đó. Và chúng ta đã thấy một nhân vật đi ra từ lỗ hổng vũ trụ đó. Không ai khác là Cờ Lóc Man ở vũ trụ của Zom Studio. Quay trở lại khi quỷ thần bắt đầu kích hoạt vũ khí của hắn, có thể thấy dòng chữ Multiver với ký hiệu dãy số hiện ra, cùng với dòng chữ Mr. Cờ Lóc Man. Điều này chứng minh rằng vũ khí của anh ta có thể mở ra các chiều không gian của các vũ trụ khác nhau, và hắn có thể triệu hồi người mà hắn muốn tới đây. Và lần này quỷ thần đã chọn Cờ Lóc Man, và ký hiệu quả vũ trụ CKB đi to lất Multiver là 772M9. Vậy chắc chắn rằng quỷ thần bí ẩn này nắm giữ một sức mạnh rất lớn, có thể triệu hồi người từ vũ trụ khác tới đây. Và mục đích anh ta triệu hồi Cờ Lóc Man chắc chắn có lý do, nhưng có thể thấy một chi tiết nhỏ ở đây. Là chiếc đồng hồ của anh ấy có múi giờ khác nhau. Có thể chiếc đồng hồ chính này là thời gian ở vũ trụ CKB đi to lất zombie. Còn đồng hồ phụ này lại là thời gian ở phía CKB đi to lất multiver của Dom. Trước đó chúng ta cũng đã thấy một đờ diêu man xuất hiện từ trước đó. Và rất có thể anh ta cũng là người được triệu hồi như Cờ Lóc Man. Thế nhưng anh ta đã bị bác sĩ dịch hạch đưa đi. Hiện tại thì mình cũng chưa thể đoán được Cờ Lóc Man sẽ thực hiện những điều gì, nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ sớm hiểu rõ điều đó. Phân cảnh đặc biệt thứ hai chính là nơi mà căn cứ bí mật bị thất thủ và điều đó đã làm tai từng sờ Baker Man đen đủi của chúng ta bị biến đổi. Tại sao mình lại nói anh ấy đen đủi? Thì các bạn đã biết là anh ta đã từng bị ký sinh CKB đi to lất điều khiển rất lâu ở vũ trụ của The Phúc Boom. Rồi qua đây cái ông tác giả này cũng không có chịu tha cho anh ấy. Ngay từ những tập đầu đã cho thành zombie luôn ạ. Đen gì đâu ấy. Tạm thời bỏ qua anh ấy, thì trong phần này chúng ta đã được chứng kiến một màn diễn không thể nào giả chân hơn giữa các Kamezaman zombie và TV Man. Một sự thật khủng khiếp được hé lộ, và chính TV Man này là người đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Chính hắn là người đã gây ra sự lây nhiễm trong căn cứ này. Anh ta đã biết trước khi cắm chiếc USB vào, và gây ra mọi thứ như vậy. Trên bảng điện tử cũng hiện ra dòng chữ các căn cứ đã được phát hiện. Có vẻ như các căn cứ khác nghiên cứu như ở đây cũng đều bị phát hiện. Ngay sau khi màn diễn kết thúc, TV Man đã dịch chuyển tới nơi bác sĩ dịch hạnh. Có thể thấy rằng các zombie Kamezaman không hề tấn công hắn ta. Có vẻ như hắn đã phản bội liên minh từ trước đó rồi. Ở đây cũng có thể thấy bác sĩ dịch hạnh điều khiển lũ zombie nghe lời như nào. Khi anh ta chỉ cần huýt sáo là bọn chúng đã ngoan ngoãn. Xung quanh hắn cũng có những thiết bị y tế. Có vẻ như đây là căn cứ nghiên cứu của hắn ta. Hắn bắt đầu tiến tới TV Man và nói: Sau đó đưa tay hắn chạm vào màn hình TV Man. Ngay lập tức màn hình anh ta đã bắt đầu bị biến đổi. Các mạch máu cũng xuất hiện theo đó. Nhưng so với những người bị biến đổi trước đó, thì có vẻ TV Man không có quá nhiều sự thay đổi. Hắn ta dường như không biến đổi hoàn toàn, mà chỉ như được truyền sức mạnh mới từ bác sĩ dịch hạch. Chắc chắn TV Man này sắp tới sẽ là một kẻ phản diện vô cùng mạnh trong vũ trụ này. Và hắn ta sẽ là một quân sự cho phe CKB đi to lất zombie. Sau khi bác sĩ dịch hạch biến đổi TV Man, chúng ta cũng thấy lại anh chàng đầu diêu man trước đó đã bị đưa đi. Có vẻ như anh ta sắp trở thành một vật thí nghiệm tiếp theo của tên bác sĩ dịch hạch. Rất có thể anh ấy sẽ cũng trở thành một kẻ phản diện rất mạnh trong các tập tới. Tiếp theo là phân cảnh vô cùng bất ngờ và cũng giải đáp thắc mắc bấy lâu nay trong vũ trụ này. Đó là tai từng Kamezaman và TV Man đang ở đâu? Vâng, chính xác là họ đã và đang bị bắt giữ tại một mỏ ngầm. Có thể thấy trước khi tới đây, phía ngoài đã ghi rằng đây là khu mỏ tử tính và cảnh báo không nên mang những phụ kiện kim loại. Sau đó chúng ta thấy cảnh hai Titan của chúng ta đang bị khống chế bởi rất nhiều nam châm lớn xung quanh họ. Họ đã bị một thế lực khủng khiếp nào đó bắt giữ họ tại nơi này, và có thể là trước khi xảy ra đại dịch. Vậy ai có thể làm ra thứ khủng khiếp như vậy? Chắc chắn còn có một thế lực rất mạnh phía sau bác sĩ dịch hạnh đã tạo ra. Rất có thể chúng có tai từng zombie siêu mạnh vẫn đang bí ẩn chưa xuất hiện, hoặc có thể là tiến sĩ CKB đi to lất zombie đã làm. Chúng ta cũng thấy các vũ khí của hai tai từng cũng đều bị những nam châm hút, bao gồm búa chiến, máy quay của tai từng Kamezaman, hay thậm chí là kiếm mới của TV Man. Và sau đó là một người bí ẩn xuất hiện tới đây. Có hai giả thuyết về người này. Thứ nhất, anh ta là Cờ Lóc Man. Rất có thể anh ta được triệu hồi trước đó với mục đích tới nơi này giải cứu hai tay từng của chúng ta. Nhưng bằng cách nào thì mình cũng không rõ nữa. Có thể sử dụng sức mạnh thời gian chẳng hạn.
Thứ hai đó là TV Man đã bị biến đổi. Sau khi bị bác sĩ dịch hạch biến đổi, anh ta được phải tới đây để làm điều gì đó với hai tai tường. Rất có thể là tới nói cho họ tình hình hiện tại của Liên Minh, chế giễu họ và thực hiện lây nhiễm chẳng hạn. Các bạn nghĩ sao về những điều này? Liệu hai tai tường sẽ được giải cứu hay biến thành zombie? Và câu hỏi thắc mắc khác là tên quỷ thần và bác sĩ dịch hạch có thể thực là hai thế lực đối đầu. Vậy họ là gì, tới từ đâu? Mục đích thật sự của họ ở vũ trụ này là gì? Hãy cùng thảo luận nó bên dưới video nhé. Video hôm nay tới đây cũng đã kết thúc. Hãy like và đăng ký kênh của mình để xem những phân tích về vũ trụ khác nhau nhé.